Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 6, trong chuyến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Nanogen, đơn vị vừa có kiến nghị Thủ tướng cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax. Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ ngay mọi khó khăn vướng mắc về thủ tục quy trình, nghiên cứu lập tổ hành động với người đứng đầu có đủ thẩm quyền để thúc đẩy sản xuất bằng được vaccine phòng chống COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Tại buổi làm việc, Thủ tướng cho biết, WHO đã cho biết về tình trạng khan hiếm vaccine có thể kéo dài đến tháng 9 và Việt Nam đang ở thế bị động. Hiện Việt Nam có nhiều nguồn cung ứng vaccine, tuy nhiên các nước sản xuất được vaccine và có thể cung ứng thì cũng đang ưu tiên cho nước họ, mặt khác phải ưu tiên cho các nước khẩn cấp hơn. Thủ tướng đánh giá so với các nước, Việt Nam nhìn trên bình diện chung vẫn tạm ổn. Việt Nam đang có chiến lược vaccine 3 kế hoạch, gồm đẩy nhanh việc mua vaccine, chuyển giao công nghệ và quan trọng nhất là sản xuất vaccine trong nước. Việc sản xuất được vaccine trong nước, theo Thủ tướng, sẽ đồng thời giảm giá thành vận chuyển và sẽ hoàn toàn chủ động. Theo ông, để có vaccine, phải đi bằng nhiều hướng và không chỉ là vaccine ngừa COVID-19 mà còn nhiều loại vaccine khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng sản xuất vaccine là quá trình xây dựng nền tảng, đầu tư về con người, cơ sở vật chất và công nghệ. Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện công ty Nanogen cho biết hiện công ty có 4 nhà máy sản xuất vaccine và với năng lực hiện tại, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu vaccine phòng COVID-19 trong nước. Trong 10 ngày tới, đơn vị sẽ hoàn thành tiêm cho 13.000 người tình nguyện. Trong tháng 7, sẽ chuyển sang giai đoạn 3 với 1 triệu người tại cả hai miền Nam và Bắc. Đặc biệt, mẫu vaccine Nanocovax của Nanogen cũng đã được gửi cho WHO kiểm tra. Ngoài ra, có nhiều nước trong đó có cả Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ đề nghị Nanogen hợp tác phân phối vaccine sau khi hoàn tất thử nghiệm. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra ở khu cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức. Thủ tướng chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh phải rút kinh nghiệm các tỉnh không để khu cách ly tập trung trở thành nơi có nguy cơ lây nhiễm. Hành khách khi nhập cảnh vào Việt Nam nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 sẽ chỉ phải cách ly 7 ngày thay vì 21 ngày. Đây là nội dung nằm trong quyết định triển khai thí điểm hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh của Bộ Y tế. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7 tại các cơ sở cách ly tập trung ở khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Quảng Ninh. Người nhập cảnh tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí. Bộ Y tế quy định rõ, người nhập cảnh có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước tiêm vaccine cấp, liều cuối cùng tiêm vaccine trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh. Với người từng mắc COVID-19, phải có giấy xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền của nước điều trị cấp trước ngày nhập cảnh không quá 12 tháng. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 7 ngày, những trường hợp này tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày. Thưa quý vị, từ khi dịch bùng phát trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh, trong các chuỗi lây nhiễm ghi nhận có nhiều cụm dịch với hàng chục ca nhiễm liên quan đến các khu chợ như tại chợ đầu mối Hóc Môn, chợ đầu mối Bình Điền, chợ Sơn Kỳ, chợ Tân Hương. Qua đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố xác định việc nâng cao các biện pháp phòng dịch tại chợ truyền thống là việc làm cấp bách lúc này, vì với mật độ giao lưu đông đúc, chợ truyền thống hiện đang không đảm bảo an toàn phòng dịch. Từ khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 10, các chợ tự phát đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, việc dẹp chợ tự phát khiến người dân đổ về mua sắm tại các chợ truyền thống gia tăng, khó thực hiện việc giãn cách. Chợ Tân Định, quận 1 đã cho đóng 5 trên tổng số 8 cửa vào chợ. Mỗi cửa ra vào đều có nhân viên hướng dẫn bà con thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt. Tuy nhiên, bên trong chợ vẫn tập trung rất đông người mua bán. Thật ra là cũng ngại á. Cũng ngại tại vì bây giờ cũng kiểu dịch nó bùng phát quá trời rồi, nên là cũng rất là ngại. Thế nhưng mà thật ra là tại vì lương thực thực phẩm hàng ngày thì vẫn phải đi, bắt buộc phải đi à. Chợ mình đó là hàng ngày là phát thanh tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 và cho triển khai là đo thân nhiệt và cho khai báo y tế. Đã phát 1.000 chai nước rửa tay cho thương nhân tại chợ để khi mà khách đi chợ thì mình hướng dẫn người ta là tại quầy để xịt sát khuẩn. Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ngành, quận huyện phải đánh giá lại việc triển khai thực hiện các giải pháp đã nêu, đề ra những giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn trong 5 ngày tới. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo các chuỗi cung ứng hàng hóa. Đối với chợ truyền thống
tuyệt đối chúng ta nên tính toán và nghiên cứu cái mô hình của quận 8 áp dụng, có thể là luân phiên. Có những hộ là bán một ngày, rồi có những hộ khác bán một ngày, và yêu cầu các hộ kinh doanh phải ký cam kết với chúng ta về thực hiện cái bộ tiêu chí an toàn. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã yêu cầu các hệ thống bán lẻ phối hợp với các nhà cung cấp để tăng lượng hàng dự trữ. Cùng với hệ thống thương mại rộng khắp như hiện nay, nếu siết chặt chợ truyền thống, người dân cần giữ bình tĩnh trong mua sắm để đảm bảo an toàn phòng dịch, không cần quá lo lắng về việc thiếu hàng hóa. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã giảm đáng kể. Đến nay, các ổ dịch lớn trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khống chế. Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, năng lực điều trị của tỉnh Bắc Ninh cũng đã được khẳng định, với minh chứng là số bệnh nhân được điều trị khỏi tăng nhanh qua từng ngày. Bệnh nhân 10.458 nhập viện từ ngày 12 tháng 6 với triệu chứng sốt cao liên tục. Đến ngày 19 tháng 6, bệnh nhân có diễn biến nặng, phải thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục. Có thời điểm bệnh nhân đã lâm vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất xấu, nhưng bằng trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại và sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ, hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã được cải thiện, các triệu chứng lâm sàng ổn định. Đối với bệnh nhân này, các y bác sĩ chính là người cứu mình thoát ra khỏi cửa tử. Mới vào cũng bắt đầu cũng lo lắng, sợ kiểu không về được vậy. Nhưng mà bây giờ thì cũng có các bác sĩ hỗ trợ nhiều nên là cũng đỡ nhiều vậy. Em cũng cảm ơn các bác sĩ nhiều, tại vì là cũng có cứu em thêm một mạng và cho em cái mạng thứ hai. Chúng ta phải điều trị sớm, điều trị tích cực ngay từ đầu để tránh tình trạng bệnh nhân nó nặng lên. Nhóm bệnh nhân nặng thì có 8 bệnh nhân là chúng tôi ở mức nguy kịch, tức là tiên lượng rất là xấu, khả năng tử vong rất là cao. Thì 8 bệnh nhân này chúng tôi đã phải thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục. Đến thời điểm này thì cơ bản những cái bệnh nhân mà đã thở máy xâm nhập thì đến giai đoạn này cũng cơ bản là tạm ổn, lên định lâm sàng cũng tương đối tốt và một số bệnh nhân đã được ra viện. Còn đối với bệnh nhân Nhi, từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận hơn 100 ca bệnh. Hiện tại, nơi đây chỉ còn 27 bệnh nhân Nhi đang điều trị. Trong đó nhiều em nhỏ mới hơn 1 tuổi đã được xuất viện. Bà cháu tôi vào đây từ chiều hôm 11 ạ. Thì vào đây nói chung là các bác sĩ cũng nhiệt tình chăm sóc. Thế bà cháu tôi cũng yên tâm ở đây chữa bệnh. Thế thì đến giờ phút này là bà cháu tôi cũng khỏe mạnh, thì tôi cũng cảm ơn đội ngũ bác sĩ, tất cả các bác ở trong ngành trong bên này ạ. Hiện tại, Bắc Ninh chỉ còn 5 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó 1 ca can thiệp ECMO, 1 ca thở máy xâm nhập và lọc máu, 3 ca thở oxy. Với con số gần 1.300 bệnh nhân được xuất viện, đã khẳng định được năng lực điều trị cho các ca mắc COVID-19. Từ ngày 13 tháng 6 năm 2021, khi tại thành phố Vinh xuất hiện bệnh nhân mắc COVID-19, tỉnh Nghệ An đã quyết định lấy Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là nơi điều trị cho hầu hết các bệnh nhân mắc COVID-19 trong tỉnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Nghệ An, khi số ca dương tính với SARS-CoV-2 liên tục tăng, vì vậy hiện công tác đảm bảo an toàn tại khu điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 được đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân cũng như y bác sĩ, Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã được bố trí như một bệnh viện thu nhỏ, nằm tách biệt với khu khám, điều trị của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và được tách làm hai phần. Một phần được sử dụng điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và một phần sử dụng để theo dõi, điều trị bệnh nhân nghi ngờ trước khi vào điều trị ở khu chính của bệnh viện. Quy trình điều trị đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm tránh lây nhiễm chéo. Khi đưa bệnh nhân vào nhập khu cách ly điều trị của chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn trong một tình trạng rất là đầy đủ, vì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các phương tiện điều trị cho những người bệnh nhân, kể cả tình trạng nặng nhất khi mà được nhập khu điều trị cách ly tại ở đây. Việc thành lập một bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19 quy mô 100 giường bệnh, trưng cầu cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, giúp cho vấn đề điều trị bệnh nhân COVID được tốt hơn, giảm tải cho Trung tâm Bệnh nhiệt đới cũng như thu gom tất cả
bệnh nhân trong địa bàn tỉnh về một địa điểm để quản lý, điều trị. Hiện nay, tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang điều trị cho 53 bệnh nhân mắc COVID-19 và 56 ca nghi nhiễm COVID-19. Để đảm bảo an toàn và giảm tải cho Trung tâm Bệnh nhiệt đới, ngày 27 tháng 6, Bệnh viện Dã chiến ở huyện Hưng Nguyên dự kiến sẽ đi vào hoạt động.